Xin chào các bạn đã trở lại với kênh của mình. Cảm ơn các bạn cũng đã đồng hành và ủng hộ và theo dõi kênh của Huy Hoàng Hạ Long. Cái clip trước mình cũng có nói là ở Hạ Long hiện tại là mấy hôm nay là đang mưa triền miên, cho nên là mình cũng cứ tranh thủ thôi. Này các bạn nhìn thấy trên những cái đường đi này vẫn còn những cái vũng nước nhiều, mình tranh thủ đi làm cái clip. Mình muốn truyền tải lại cho các bạn biết cái trong cái đợt dịch này ở Hạ Long mình ấy là vẫn còn được thoáng đãng hơn, và mình cũng muốn hôm nay là mình muốn quay lại toàn bộ cái khung cảnh ở những cái khu vực mà người dân đi vui chơi, đi tập thể dục, rồi những khu phố ẩm thực, rồi những cung đường, để cho các bạn cũng cùng hiểu biết về Hạ Long là một. Cái thứ hai nữa là cũng xem cái tình hình Covid dịch bệnh ở Hạ Long thì mọi người dân sẽ được như thế nào. Mình bắt đầu clip từ đây. Đây là mình đang giới thiệu với các bạn về một cái khu vực mà cũng như cái 2-3 cái clip trước mình cũng có nói là đảo nằm giữa thành phố. Đây là mình đang đi vòng bên trong đảo đây. Các bạn thấy trước mặt mình đây là cái hồ nước mặn đấy, chứ không hồ nước ngọt nữa các bạn nhé. Cái hồ này hồ nước mặn đấy, vẫn nằm phía bên trong thành phố. Thế còn cái quả đảo này là nằm ở giữa. Thế người ta sẽ tạo lên ở cái khu vực cái hòn đảo này là một cái khu vực sân vui chơi các bạn ạ, một cái nơi ngắm cảnh để lại cho mọi người dân đi vào đây để mà vừa thư giãn, vừa ngắm cảnh, vừa hưởng cái không khí trong lành. Mình đang giới thiệu với các bạn đây gọi là hồ Cô Tiên đấy các bạn. Khu vực này rất là đẹp. Ở chỗ này thì nói về quang cảnh thì đẹp lắm. Cái thứ nhất là cái quả đảo này nằm giữa của thành phố. Cái thứ hai nữa là ở chỗ này ấy, cái địa điểm này ấy, nằm sát vào giữa trung tâm, rất là nhiều cái nhà hàng mọc lên ở cái khu vực này. Thế rồi sân vui chơi, rồi công viên nằm bao quanh hết. Nó đẹp ở cái chỗ là cái đảo tự nhiên này chứ không phải đảo nhân tạo. Thế cho nên là khi mà người ta muốn tạo lên một cái công viên gì đấy, một cái khu vui chơi đấy, thì được những cái tự nhiên thế này thì nó là tuyệt vời. Mình cũng thấy ở nhiều những cái công viên rất là nổi tiếng ở Việt Nam mình hay ở nước ngoài cũng thế. Nhiều nơi nó nằm mặt bằng thì người ta lại phải tạo lên những cái quả núi giả, hoặc là tạo lên những cái khung cảnh mà người ta cảm thấy làm những cái như kiểu đồi núi đấy, xong rồi người ta tạo cảnh. Nhưng mà ở đây thì được một cái điểm tuyệt đẹp là đảo tự nhiên, con người chỉ dính tay vào, chỉ thêm một chút vào thôi, thế là nó thành một cái khu rất là đẹp vui chơi. Những cái địa điểm như thế này mà vào những cái ngày bình thường thì rất là đông, nhất là cuối tuần như thế này thì rất là đông các em nhỏ, rồi gia đình sẽ đưa mọi người đến đây để du lịch và để chơi, để ngắm cảnh và để cũng là thư giãn. Thì cũng như mình đang nói về từ cái đầu của clip ấy, là mình cũng muốn là đưa các bạn đi, mình vừa giới thiệu về thành phố Hạ Long mà cũng muốn để cho các bạn cũng biết được xem là tình hình dịch bệnh ở đây như thế nào. Vì hiện tại bây giờ cái dịch bệnh này đang bùng phát rất là mạnh, nhất là theo như mình cũng hiểu là cái chủng mới bây giờ ấy thì cái độ lây lan nó cũng rất là nhanh và nó lớn. Cho nên là mọi người dân cũng rất ý thức, những nơi tụ tập đông người thì gần như là không có. Ví dụ người dân mà có ra đường thì cũng gần như là cũng có khoảng cách với nhau, giãn cách với nhau, chứ không có đông đúc như cái ngày xưa nữa. Từ hồ Cô Tiên mình sẽ đưa các bạn đi dọc theo cái khu phố. Nếu mà nói ở khu phố này thì mình cũng chưa giới thiệu với các bạn bao giờ. Hôm nay thì mình cũng muốn giới thiệu một chút. Ở những cái khu phố như thế này thì cái mức độ sinh sống của người dân cũng rất là cao. Trong những cái ngày dịch như thế này thì sự đi lại và quang cảnh, tất cả mọi cái nó không được như ngày thường. Các bạn cũng cùng với mình xem lại những cái đây. Cái chỗ này là mình cũng muốn đưa các bạn đi dọc một cái đường công viên nữa. Là cái nơi đây là tụ tập ở những cái người dân ra đây là buổi chiều, là ra đây tập thể dục này, đi đạp xe đạp này, đi dưỡng sinh này.
Thế nhưng mà như hôm nay ấy, là Hạ Long thì cũng đã bị giãn cách nhiều, gọi là cũng không phong tỏa thì không có, nhưng mà cái mức độ giãn cách và những cái cấm ở những cái nơi tụ tập đông người thì các bạn xem đây, chắc là những cái các bạn ở nhất là vùng miền trong mà được nhìn cái quang cảnh như thế này thì chắc là cũng rất nhớ lại những cái ngày trước mà trước khi bị phong tỏa, bị giãn cách, bọn mình ở đây vẫn được thoải mái rất là nhiều, được đi lại và vẫn được ra ngoài đường như thế này, vẫn được đi ra ngắm quang cảnh. Đây, chỗ này các bạn xem ấy, rất nhiều người người ta ra đây, người ta đi câu cá này, rồi người ta ngồi thư giãn buổi chiều đấy các bạn, rất là thoải mái. Vì Quảng Ninh là một trong, còn theo như mình đã đọc tin báo ngày hôm qua thì Quảng Ninh là còn một trong 4 cái tỉnh là trong 14 ngày là không có người nhiễm trong cộng đồng. Thì chính như thế thì người dân cũng được thoải mái hơn, mặc dù là chính quyền cũng đã thông báo rất là nhiều loa đài rồi mọi cái chỉ thị xuống. Thế nhưng mà vì cái mức độ mà ở Quảng Ninh này là làm rất là tốt, rất là chặt, người ra người vào ở các cái đầu tỉnh, ở cổng tỉnh, rồi xe ra xe vào ấy, đều được kiểm soát rất là ngặt nghèo, cho nên là gần như là dịch bệnh không vào được trong tỉnh. Mình sống ở đây thì mình cũng thấy cũng rất là được thoải mái, vì bản thân mình nếu mà cũng như các bạn ở trong ấy, ở miền trong ấy cũng làm như mình ấy, thì cũng có nhiều người làm về phong cảnh rất là đẹp, mình rất là thích xem cảnh của các bạn. Nhưng mà chính vì các bạn đang bị phong tỏa rồi, các bạn đang bị giãn cách, các bạn không đi được, cho nên là các bạn không làm được đẹp như mình thế này. Cái này là mình không nói là mình làm đẹp hơn nhá, mà ý mình nói là mình được đi ra ngoài. Các bạn thấy dọc cái công viên này, đây là công viên bám, một bên là biển, một bên là đường. Những cái chỗ như thế này là người dân buổi chiều này, các bạn này, bạn xem đấy, là đến đây tập thể dục này, rồi đạp xe đạp, rồi đi bộ để mà thư giãn. Cái quang cảnh nó đúng ra thì những cái ngày mà bình thường thì vào cái tầm chiều như này, giờ là đang hoàng hôn xuống đấy, hoàng hôn xuống biển đấy, các bạn nhìn đấy, là rất là đông. Nhưng mà cũng vì cái giãn cách và cũng vì cái Covid cho nên là mức độ người ra đường cũng rất là ít, vì ai cũng sợ va chạm với nhau, rồi đến lúc mà sinh ra bệnh tật thì cũng rất là khổ. Bản thân mình đi làm như thế này mình cũng vẫn phải cứ đeo khẩu trang, rồi mình cũng phải cách xa mọi người ra, chứ mình cũng không đến gần nhiều đâu, vì cái đấy là cũng giữ cho nhau cả thôi, mình giữ cho mình, giữ cho người ta, giữ cho cộng đồng mà. Cũng rất là may, cũng như hôm qua mình, hôm kia chứ, mình làm cái clip trước cũng vừa mới tạnh mưa xong, mình tranh thủ đi chiều nay cũng thế. Đấy, các bạn nhìn vẫn còn những cái nước còn đọng trên đường ấy rất là nhiều. Thì ra đến đây thì đúng là gọi là vô tình được cái cảnh của hoàng hôn xuống tuyệt đẹp đấy các bạn, mà xuống biển nữa thì tuyệt vời luôn. Ở cái khu phố này mình cũng muốn giới thiệu với các bạn là cái đoạn đường này, có nghĩa là như trước ngày ở trong thành phố Hạ Long ấy, thì đây gọi là khu phố của nhà giàu, đúng từ đấy. Cái khu phố này nó không có thuộc của cái tập đoàn nào cả, mà tất cả những cái người dân là tự mua những cái miếng đất mà do thành phố cấp, do tỉnh cấp, xong rồi tự xây dựng lên những cái tòa biệt thự, tòa nhà ở. Thì khu phố này nó có một cái đẹp riêng. Các bạn nhìn bên tay trái của mình ấy, là những cái tòa nhà xây độc lập rất là đẹp. Ở đây được một cái đẹp nữa là đây, các bạn nhìn trước mặt nhà là một con đường rất là rộng, xong rồi là đến công viên và bắt đầu là đến vịnh, không có một cái gì che chắn được trước mặt cả, cho nên là những cái tòa nhà ở đây ngày xưa là cái giá trị rất là cao. Người Hạ Long vẫn bảo đây là phố của người nhà giàu đấy. Trên dọc cái tuyến đường này thì cái lần trước mình cũng làm một cái clip ngắn ngắn qua cái đoạn này, mình cũng đi quay mấy cây trà là đấy. Chắc các bạn mà cứ theo dõi mình từ đầu đến giờ thì cũng thấy mình có một cái clip mình nói là lúc ấy có trà là ra quả, mình bảo đến hôm nào trà là chín thì mình sẽ đi mình vặt, hôm nay mình ra để đi hái, nhưng mà không còn một quả nào nữa rồi các bạn ạ. Đi suốt một dọc này để ngó xem còn cái quả nào không, để hái một ít, nhưng mà không còn. Ở Hạ Long thì có nhiều cái nơi rất là đẹp. Thật ra thì nếu mà mình mà làm những cái clip này, mình chỉ đi quanh thành phố thôi, thì chắc là mình cũng phải làm được vài chục cái.
Vấn đề là mình chia góc ra rồi mình tìm cái khung cảnh rồi những cái đoạn đường đẹp để mình làm. Thì đến ngày hôm nay mình quay lại chỗ này thì không phải là trùng vào mấy cái clip trước đâu, nó chỉ là thoáng qua chỗ mấy cây trà là này thôi. Nhưng mà ở đây thì mình muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay là về cái vấn đề là dịch bệnh là chính, quang cảnh và ý thức người dân. Không vắng lặng hẳn như phía miền trong của các bạn, lửa bên trong phía Nam, nhưng mà phía Bắc của mình đây thì cũng nói chung là ổn hơn nhiều so với các bạn ở trong đấy, rất là ổn. Quảng Ninh thì là một trong được 4 cái tỉnh là không có một cái người nào nhiễm trong cộng đồng, cho nên là mình cũng thấy là được thoải mái hơn, cái cuộc sống của mình nó dễ chịu hơn với các bạn. Quang cảnh của biển, của đồi núi, của những cái tòa cao ốc nó hòa vào với nhau. Các bạn xem trên cái clip của mình, các bạn lắm lúc mình cứ nói có thể là vì làm có thể mình nói cũng hơi quá, nhưng mà thực sự là đẹp đấy các bạn. Những người mà sống tại đây thì mình không nói, nhưng mà các bạn mà ở xa mà đến du lịch một lần ấy thì chắc chắn một điều kiểu gì cũng phải có một cái trầm trồ một chút. Xung quanh cái thành phố Hạ Long này có rất là nhiều những cái bãi tắm, từ bãi tắm của tập đoàn, rồi bãi tắm của chính quyền địa phương, rồi bãi tắm của một cái riêng của một cái khu nào đấy. Nói chung là rất là nhiều. Cho nên là ở đây chúng ta nếu mà cái ngày mùa hè này, buổi chiều này thì ra đến gần như là cứ dọc theo cái bờ biển ấy thì liên tục có các cái bãi tắm các bạn ạ. Nhưng hôm nay là các bạn ấy, mình vừa quay cái bãi tắm xong nó không có một bóng người. Cái thứ nhất là mọi người cũng rất là ý thức chấp hành cái chỉ thị đưa ra. Cái thứ hai nữa là cũng nói thật ra là mọi người cũng đều sợ. Ra chỗ đông người thì cũng sợ thôi. Nhiều khi cái cấm thì là cái chính sách đúng rồi, nhưng mà vấn đề là ý thức của từng con người một cũng đều là sợ thôi. Ai đến chỗ đông người thì bản thân mình lắm khi mà mình xin lỗi các bạn, nhưng bây giờ bảo là đến một nơi đông người bảo mình ngồi cùng với nhiều người khác mình cũng ngại, thật sự là cũng ngại. Có thể người ta nhìn thấy mình người ta cũng không thích, mà mình ngược lại thì mình cũng vậy thôi, vì sợ cái sự lây lan mà. Cái chỗ mình đang quay đây, đây là một cái khu phố là gần như là cũng như mình nói đấy, khu phố của nhà giàu đấy, xin lỗi các bạn nhé, là rất là nhiều cái tòa đẹp mà ở đây là tự mua đất xong rồi tự xây lên theo ý mình, nó không theo một cái quy chuẩn nào cả. Ai xây kiểu gì thì là theo ý gu thích của mình thôi. Và cũng giới thiệu với các bạn nữa là dọc cái tuyến phố này là một cái khu ẩm thực nổi tiếng ở thành phố Hạ Long. Những cái nhà hàng sang trọng, những cái nhà hàng có tên tuổi gần như là nằm hết ở khu vực này đấy các bạn, dọc theo cái tuyến đường này đây. Các bạn có điều kiện mà về Hạ Long du lịch thì chúng ta đến đây thưởng thức những cái món ăn về hải sản, đặc sản Hạ Long thì chúng ta đến những khu vực này rất là đẹp đấy các bạn. Các bạn thấy hoàng hôn đẹp không? Tuyệt vời đấy, mình cũng lấy được một tí. Cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình và cũng đã cùng với đồng hành với Huy Hoàng. Cảm ơn các bạn, chào các bạn nhé.